Tranh tường mà vẽ siêu thật khiến ô tô lầm tưởng lao đầu vào, cộng đồng mạng cảm thán đúng là tình huống dở khóc dở cười. Mới đây, một vụ tai nạn ở Hạ Long xảy ra mà đến chính chủ xe cũng không thể ngờ tới được rằng nó sẽ diễn ra như vậy. Cụ thể, trên đường Đặng Bá Hát ở Hạ Long, một đoạn đường đã được vẽ lại trông rất đẹp và siêu thực. Phải công nhận rằng họa sĩ đã cực kỳ thành công khi mà lột tả hết được cái hồn, cái nét chân thực của đường phố, phong cảnh, đem đến cho người dân một góc mới để sống ảo. Thế nhưng, cảnh chỉ đẹp khi chưa có phi vụ gì xảy ra mà thôi. Theo đó, vì vẽ quá giống thực nên một chiếc xe ô tô đã đi vào để rồi bị mắc cạn mới nhận ra là dốc quá nhỏ, xe không lọt vào được. Mặc dù ở đầu dốc còn có biển cảnh báo, thế nhưng không hiểu kiểu gì, bác tài vẫn cố tình lái xe vào đường cấm. Tình huống trên thì đã khiến cộng đồng mạng phải cảm thán, đúng là nghệ thuật là ánh trăng lừa dối theo đúng nghĩa đen.